Nằm sâu trong con hẻm tại khu phố 3, cơ sở này ngang nhiên hoạt động ngay tại khu dân cư. Hàng chục hộ dân như bị tra tấn vì phải hứng chịu đủ mọi âm thanh từ hoạt động của cơ sở cơ khí này suốt ngày đêm. Được biết, cơ sở này tồn tại gần 10 năm nay, hoạt động gây tiếng ồn. Công nhân làm việc không có đồ bảo hộ lao động, nhưng nó được tồn tại như không bị cơ quan nào giám sát. Nhiều gia đình thậm chí phải chuyển đi nơi khác sinh sống. Cơ quan chức năng đã tiếp nhận đơn kiến nghị từ phía người dân và cho rằng phải có kết quả đo tiếng ồn mới có cơ sở để giải quyết. Không biết phải chờ đợi đến bao giờ, nhưng hàng chục hộ dân sống gần cơ sở cơ khí này đang chấp nhận khốn khổ sống chung với tiếng ồn. Giờ đây, để có một cuộc sống yên tĩnh có lẽ là điều xa xỉ. Yeah.